Hàng xa và cúng hàng xa nhé. Trước khi đi vào bài thì chúng ta ôn lại chút phạm xả phải không? Vậy bây giờ chúng ta định nghĩa phạm xả là gì? Nguyễn Thị Hồng Nhí, em định nghĩa phạm xả đi. Nguyễn Thị Hồng Nhí định nghĩa phạm xả cho thầy nghe chút nữa. Không gì đâu ạ. Em bật mic lên được không? Lê Thục Nhí, em định nghe phản xạ cho thầy nghe nè. Để Thục Nhí dài lắm cho nên không thể không được. Nhưng thì phản xạ là những đáp ứng của cơ thể đối với các kích thích, và đáp ứng đó phải thông qua hệ thần kinh. Để chúng ta nhớ một kỳ định nghĩa phản xạ hoàn chỉnh phải như thế. Vậy thì chúng ta chấp nhận một kỳ đáp ứng của cơ thể đối với kích thích mà muốn gọi là phản xạ phải thông qua hệ thần kinh. Nói như vậy có nghĩa là hằng ngày chúng ta có rất là kỳ nhiều đáp ứng về của cơ thể đối với kích thích, nhưng không phải tất cả đều là phản xạ, chỉ những đáp ứng nào mà thông qua hệ thần kinh thôi. Chúng ta lấy ví dụ, khi tay chúng ta chạm vào một vật nóng thì sẽ có hai hiện tượng xảy ra. Chúng ta sẽ rụt tay lại, và một thời gian sau tại chỗ chạm vật nóng sẽ có một nốt phỏng lên. Vậy trong hai hiện tượng đó thì phản xạ cả hai hay là chỉ một thôi? Hồ Văn Như. Dạ tôi thấy là một ạ. Cái nào là phản xạ? Dạ, cái rụt tay lại là phản xạ. Thì con tại sao cái nốt phỏng phải phản xạ? À, thầy, đấy là cái đáp ứng của... Đáp ứng tại chỗ, phải không? Dạ. Nóng thông qua hệ thần kinh nhất thì đúng rồi. Vậy thì hai hiện tượng đó đều là đáp ứng của cơ thể đối với kích thích. Nhưng chỉ có rụt tay lại mới phản xạ, còn nốt phỏng phải là phản xạ, phải không? Đấy. Vì về định nghĩa phản xạ, chúng ta phải có một cái... Vì sao là thông qua hệ thần kinh, vì vậy thì nói phản xạ là hoạt động cơ bản của hệ thần kinh, phải không? Và bây giờ chúng ta biết là cúng về mặt toán học, hình học thì cúng là một phần của đường tròn, phải không? Một phần đường tròn đó không khép kín. Về cúng phản xạ chúng ta tưởng tượng như thế, đó là đường đi của cái phản xạ mà bắt đầu từ bộ phận nhận cảm cho đến cơ quan đáp ứng, và đường đi đó gồm cả cái bộ phận giải phẫu, người ta gọi cúng phản xạ là cơ sở giải phẫu mà phải của phản xạ. Xung động sẽ truyền đi từ bộ phận nhận cảm cho đến cơ quan đáp ứng, với đường truyền đi đó tạo thành một cái phần của đường tròn không khép kín, chúng ta tưởng tượng như thế chứ nó gọi là cung, phải không? Chúng ta biết rồi, một cung phản xạ thì gồm có 5 bộ phận. Bộ phận nhận cảm này đầu tiên, phải không? Ví dụ như khi nãy chúng ta chạm vào vật nóng đấy thì bộ phận nhận cảm chính là receptor tiếp nhận nhiệt nhé. Để đường truyền về lên đường cảm giác cho chúng ta cảm giác nóng đấy, phải không? Thần kinh trung ương nhé. Thần kinh trung ương có thể não, có thể tủy. Đường truyền ra là đường vận động, và cơ quan đáp ứng chính là cái cơ để cho chúng ta co tay lại, phải không? 5 bộ phận. Và trong 5 bộ phận này thì chúng ta biết thần kinh trung ương có thể nào, có thể tùy. Nếu như thần kinh trung ương mà nào thì phản xạ đó là phản xạ nào. Nhưng thần kinh trung ương là tùy thì phản xạ đó chính là phản xạ tùy, phải không? Chúng ta có hai loại phản xạ là phản xạ nào và phản xạ tùy. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về phản xạ tùy. Và trước khi nói về phản xạ tùy thì mình nói một chút về cấu tạo của tùy. Tùy gái hay tùy sống nhé. Giải phẫu gọi là tủy gai, nhưng sinh lý vẫn còn tạm gọi là tủy sống, hay chúng ta gọi là tủy sống đấy. Phần thần kinh trung ương đặc biệt nằm trong ống sống, phải không? Quỳnh Như, Nguyễn Thị Quỳnh Như, tủy sống có những chức năng nào? Tủy sống có mấy chức năng? Tùy sống có mấy chức năng ạ? Em trả lời đi. Tùy sống có mấy chức năng? Và đó là chức năng gì và chức năng gì? Tùy sống có mấy chức năng? Và đó là chức năng gì và chức năng gì?
Vậy thì Mai Oanh đi. À rồi, Quỳnh Như trả lời rồi. Đó là chức năng dẫn truyền và chức năng phản xạ nhất trí với em. Tủy sống, nói đến tủy sống là có hai chức năng. Đó là chức năng dẫn truyền và chức năng phản xạ, phải không? Võ Hoàng Mai Oanh, em cho thầy biết là nhờ đặc điểm cấu tạo nào mà tủy sống thực hiện được hai chức năng đó? Nhờ những đặc điểm cấu tạo nào mà tủy sống thực hiện được hai chức năng đó? Dẫn truyền và phản xạ. Võ Hoàng Mai Oanh đâu ạ? Nhờ đặc điểm cấu tạo nào mà tủy sống thực hiện được hai chức năng đó ạ? Võ Hoàng Mai Oanh có mặt không em? Rồi, mời Đỗ Minh Phong. Đấy, Phong lại xem. Nhớ đặc điểm cấu tạo nào mà tủy sống thực hiện được hai cái chức năng dẫn truyền và phản xạ? Như 31 đôi dây thần kinh tủy. Mày hay hơn. Mời Phước, Phạm Văn Phước. Nhớ đặc điểm cấu tạo nào mà tủy sống thực hiện được hai chức năng dẫn truyền và phản xạ? Ừ. Em nói đi. Em nghĩ là nhờ cấu tạo của sự sống là chất xám và chất trắng ạ. Chất gì? Chất xám thực chất là cái gì đấy Phượng? Dạ, chất xám thực chất đó là một Chất xám của tủy sống thực chất là cái gì đấy? Ừ? chị Là thân của neuron nhé. à, dạ, Và đó nó chính là trung tâm của các phản xạ. Vì vậy nhờ chất xám mà tủy sống nó có thể thực hiện được chức năng phản xạ. Thì con chất trắng là cái gì thế? Ừ? Chất trắng là sợi trục đấy nhé. Vì vậy nó có chức năng dẫn truyền, phải không nhất trí? Vậy thì chúng ta này tủy sống có hai cái chức năng, đó là phản xạ và dẫn truyền. Bởi vì tủy sống có hai đặc điểm cấu tạo, mà chất trắng bên trong, chất xám bên trong, chất trắng bên ngoài. Mà chất xám chính là thân của neuron, nên nó chịu trách nhiệm tiếp nhận, diễn giải và đáp ứng đối với các kích thích, phải không? Vì vậy tạo ra cái phản xạ tủy. Vì vậy mà tủy tấm lên có chức năng phản xạ, đồng thời chất trắng xung quanh này là chính là các cái đường dẫn truyền. Vì vậy mà các cái sợi trục, chủ yếu là các sợi trục, vì vậy nó sẽ có chức năng dẫn truyền, phải không? Và hôm nay chúng ta là chức năng phản xạ của tủy sống nhé. Chất xám của tủy sống thì từ xương trước và xương sau nó có các cái rễ thần kinh đi ra. Phía trước là rễ trước, thực chất đây là rễ vận động, và phía sau là rễ cảm giác nhé. Đấy. Và vì vậy những cấu trúc này tạo thành một cái cúng phản xạ tủy nhé. Cúng phản xạ tủy, chúng ta là các bộ phận của cúng phản xạ tủy. Đầu tiên chúng ta có bộ phận nhân cảm. Bộ phận nhân cảm phân bố khắp nơi, đặc biệt là trên da nhé. Từ bộ phận nhân cảm sẽ có xúc động truyền về, từ cảm giác truyền về tủy. Ở tủy có thần kinh trung ương chính là chất xám, và từ đấy đó có xúc động đáp ứng đi ra theo dây vận động rồi truyền về nhé. Sau đó ở tủy có cái chất xám trung tâm tiếp nhận, diễn giải và đáp ứng, và sau đó có đường vận động đi ra đi đến cơ, và chúng ta sẽ có đáp ứng, phải không? Ví dụ như dẫn trùng vật vật nóng có tay lại, phải không? Và một điều đặc biệt là phản xạ chỉ được thực hiện khi cả năm bộ phận còn nguyên vẹn, tổn thương một bộ phận phản xạ sẽ mất. Này. Và hôm nay chúng sẽ chứng minh điều đó. Chúng ta chứng minh hai điều: tủy sống là trung tâm của một số phản xạ, và những phản xạ đó được chúng ta gọi là phản xạ tủy. Và thứ hai, phản xạ chỉ được thực hiện khi cả năm bộ phận còn nguyên vẹn, chỉ tổn thương một bộ phận phản xạ sẽ mất. Chúng ta sẽ gây ra một phản xạ tùy, sau đó chúng ta lần lượt phá từng bộ phận, và chúng ta quan sát xem khi chúng ta gây phản xạ thì phản xạ có còn không, phải không? Và chúng ta giải thích từng hiện tượng xảy ra. Vậy thì mục đích như chúng ta đã nói, thứ nhất chứng minh tùy sống là trung tâm của các phản xạ tùy, và thứ hai chúng ta chứng minh điều chúng ta nói, đó là phản xạ chỉ tồn tại khi cả năm bộ phận còn nguyên vẹn, của cúng phản xạ còn nguyên vẹn, tổn thương một bộ phận phản xạ sẽ mất nhé. Vậy thì mục tiêu của bài hôm nay, nếu như mẹ em làm tại phòng thực hành đó, thì mục tiêu đầu tiên là mẹ em phải thực hiện được các bước kỹ thuật phân tích cúng phản xạ tùy ở trên đất. Tuy nhiên hôm nay chúng ta chỉ xem video thì chúng ta mô tả thôi nhé, mô tả các bước tiến hành phân tích cúng phản xạ trên đất nhé, mô tả bước nó làm thế nào, hiện tượng xảy ra thế nào, phải không? Và sau đó chúng ta giải thích được các hiện tượng xảy ra tại sao như thế. Về nguyên tắc của cái bài này thì chúng ta sẽ tạo một con ếch tủy, đó là chúng ta cắt bỏ các phân trên của hệ thần kinh trung ương để ếch chỉ còn tủy sống thôi. Vậy thì con ếch bây giờ mọi đáp ứng của nó là đáp ứng là do tủy chi phối, và những đáp ứng đó chính là các phản xạ tủy. Sau đó chúng ta gây một phản xạ tủy là phản xạ có gấp chân, chúng ta gây bằng kích thích axit nhé.
Sau đó chúng ta lần lượt phá từng bộ phận của cung phản xạ và chúng ta quan sát các hiện tượng xảy ra để rút ra kết luận. Phương tiện dùng của chúng ta sẽ dùng ít khỏe một chút để nó đáp ứng, bởi vì ít hiệu quả. Ở đây lúc nó không đáp ứng mà mình cứ tưởng do nội hiệu quả nó không đáp ứng mà mình cứ tưởng là do mất bộ phận nào đó rồi. Vì vậy ít phải khỏe nhé, để kích thích mà có kích thích nhận cảm được là nó đáp ứng. Bộ đồ mộ, chúng ta có bộ đồ mộ. Chúng ta có giả để treo ít, vì khi chúng ta tiến hành thí nghiệm thì chúng ta sẽ treo không ít lên trên giả nhé. Chúng ta có khăn để lau, chúng ta lau sạch chất nhân khắp người công ích để cho khi chúng ta kích thích bằng axit thì giá ích nó sẽ cảm nhận được. Còn nếu mà chất nhân lau không sạch thì đến lúc đặt axit vào thì nó không nhận cảm được. Và đặc biệt là chúng ta phải lau sạch hai bàn chân của công ích. Hai bàn chân là nơi chúng ta tạc được nhiều nhất nhé. Chúng ta có novocaine để làm gì? Để chúng ta gây tê dây thần kinh, gây cảm giác dây vận động. Chúng ta có bông để thẩm novocaine mà đặt ở dây thần kinh nhé. Chúng ta có chì để cố định dây thần kinh. Và chúng ta có dây thẩm cắt nhỏ để làm gì? Để chúng ta thẩm axit mà chúng ta kích thích. Chúng ta thích thích axit mà thẩm axit đến dây thẩm mà chúng ta kích thích. Axit của chúng ta sẽ có là các nồng độ tăng dần 0.51, 1.52. Nhưng hôm nay các cô sẽ sử dụng là 0.51 và 2. Vì kinh nghiệm mấy cô là kích thích lần sau nồng độ thường cao hơn lần trước. Và thường cũng ít hay đáp ứng ở cái nồng độ là khoảng 2%. Các cô sẽ bỏ qua cái dung dịch 1.5. Bước đầu tiên chúng ta tiến hành đó là chúng ta tạo một con ếch tủy. Cách tạo là chúng ta luôn cái kéo ngam cho bó một chút vào hàm trên của con ếch và cắt bỏ hàm trên ở phía sau hai mắt đó. Khi chúng ta cắt như vậy thì não đã hoàn toàn đi theo cái hàm trên rồi và con ếch bây giờ chỉ còn tủy thôi. Đấy. Chúng ta thấy bộc lộ ra cái ống tủy và con ếch này bây giờ gọi là con ếch tủy. Mọi đặc ứng của nó là do tủy chi phối nhé. Sau đó chúng ta treo con ếch lên trên giả và chúng ta dùng khăn lau sạch chất nhơn xung quanh con ếch, toàn bộ con ếch cả trước cả sau, cả bụng cả lưng cả hai đùi và hai bàn chân, đặc biệt hai bàn chân nhé. Sau đó thì chúng ta bắt đầu dây phản xạ có gấp bằng axit, chúng ta dùng dây thấm axit sulfuric đặt lên bàn chân của con ếch. Lúc đầu chúng ta thấm 0.5 vậy đó, bắn được thì 1, một được thì 2 phải không? Và cứ một lần chúng ta gây phản xạ có gấp bằng axit, mà dù không ấp đạp ứng hay không đạp ứng, chúng ta cũng lau sạch axit đi nè. Lấy khăn lau sạch vị trí chúng ta vừa kích thích, chúng ta mới kích thích lần tiếp theo nhé. Và chúng ta sẽ gây được phản xạ có gấp chân. Và chúng ta sẽ sử dụng cái axit đó, cái ngưỡng kích thích đó để chúng ta sẽ kích thích trong suốt quá trình thí nghiệm của chúng ta. Sau khi chúng ta gây được phản xạ có gấp chân trên con ếch tủy rồi, thì chúng ta bắt đầu đi vào bước tiếp theo. Để chúng ta phá bộ phận nhận cảm. Bộ phận nhận cảm ở đây thực chất là da nhé. Chúng ta cắt da một vòng xung quanh cổ chân con ếch và sau đó chúng ta dùng bánh chúng ta kẹp cái da đó, chúng ta lột đi để con ếch bây giờ bằng chứng của nó là không còn da nữa, phải không? Như vậy chúng ta đã phá đó bộ phận nhận cảm. Nhưng chúng ta nhớ một điều, mà em nhớ một điều, chúng ta phá bộ phận nhận cảm ở đây là chúng ta phá bộ phận nhận cảm là axit mà trên da, chứ thực tế thì bằng chứng con ếch bằng con bộ phận nhận cảm đấy. Nhưng bộ phận nhận cảm này bộ phận nhận cảm cơ học nhé. Vì vậy ví dụ như mà em lột da xong mà em dùng cái bánh mà em kẹp rất mạnh vào cái bàn chân này thì không ít nó vẫn có đấy này, phải không? Nhưng ở đây chúng ta phá thì là phá bộ phận cụ thể là bộ phận nhận cảm đối với axit mà nụ ngược của chúng ta thôi, bởi vì cái bộ phận nhận cảm axit hóa học là nó có trên da mà nó không có trên cái cơ, nó không có trên bàn chân này. Đấy. Sau đó chúng ta đặt dây thẩm lên cái bàn chân, chúng ta lột da thì chúng ta sẽ quan sát xem có phản xạ co gấp hay không và tại sao, phải không? Bước tiếp theo là chúng ta phá đường truyền về và đường truyền ra. Cách phá đường truyền về, đường truyền ra thì chúng ta phải tìm một dây thần kinh gọi là dây thần kinh hông. Dây thần kinh này còn gọi là dây thần kinh tọa ở người á. Chúng ta tìm ở vị trí này này. Con ếch có hai chân thì cái chân bên này đã lột da rồi, vậy chúng ta tìm ở chân bên kia, tìm ở vùng đuôi sáu nhé. Chúng ta biết cái đuôi của con ếch là có cái khối cơ rất là mạnh, rất to. Chính khối cơ này nó sẽ giúp chúng ếch nó nhảy tốt đấy nhé. Vậy thì chúng ta quan sát ở đuôi sáu con ếch, chúng ta thấy có hai khối cơ và rửa là có một cái rặng. Chúng ta cắt da ở cái rặng giữa hai khối cơ đó và chúng ta tách hai cái khối cơ này ra hai bên, thì chúng ta sẽ sâu bên trong á, gần như chạy song song với xương đùi có một cái dây thần kinh khá to, đó chính là dây thần kinh hông nhé. Dây thần hông, chúng ta tìm được dây thần kinh hông thì chúng ta luồn một sợi chỉ vào dây thần kinh hông để chắc là chúng ta nhấc sợi chỉ lên và chúng ta đặt một cái đấm bóng tẩm novocaine ngay giữa dây thần kinh hông á. Sau khi chúng ta đặt cái bóng tẩm novocaine giữa dây thần kinh hông thì chúng ta nhanh chóng đặt một miếng dây thẩm tẩm novocaine, tẩm axit
đụng ngược lên bàn chân con ếch. Bàn chân này da còn nguyên vẹn nhé. Thì chúng ta xem thử là con ếch nó có đáp ứng có không. Và nếu đáp ứng có rồi thì chúng ta lại tiếp tục đặt để xem sau đó nó có hết không. Và khi nó hết thì chúng ta lại bỏ phía trên xem có con không. Mà nếu chúng ta bỏ trên mà nó còn, nhưng sau đó chúng ta tiếp tục bỏ ở trên tiếp tục thì sau đó nó có hết không. Vậy chúng ta giải thích vì sao? Vì sau khi thì còn, khi thì hết, phải không? À, tiếp theo cuối cùng thì chúng ta phá bỏ thần kinh trung ương, và bây giờ chúng ta dùng dùi thọc vào ống tụy để chúng ta từng phá tụy ếch nhé. Ở bài thực hành về tuần hoàn mà trước đó chúng ta phá mù, nhưng bây giờ chúng ta phá sáng rồi vì chúng ta thấy rõ ràng ống tụy, chọc cái dùi vào đây để phá vào tụy sống, bỏ vào thần kinh trung ương. Và sau khi phá xong thì chúng ta đặt hệ thống, đặt khắp vị trí trên người con ếch, ở bên phải, bên trái, ở lưng, ở bụng, để xem con ếch có đáp ứng hay không, và chúng ta giải thích tại sao, phải không? Như vậy thì cái bài nội dung cái lý thuyết thì phần này là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ xem video. Em chịu khó, âm thanh hơi nhỏ một chút, cố gắng nhé. Mẹ em còn nghe không? Trả lời cho thầy vậy, còn nghe âm thanh cả cô nội không? Đó rồi, còn nghe. Đó tốt. Cố gắng nghe hơi nhỏ. Và phản không mẫu. Các thổ tích thì gồm có các thổ tích loại nhỏ, dùng để lưu trì, các thổ tích loại lớn, dùng để trao ích. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ sử dụng các chất thì gồm có cả axit dùng để khử phá xa có gốc chân, gồm axit sulfuric 75%, 1%, 2%, và chúng ta sẽ sử dụng các chất thì gồm có dùng để gây tê. Ngoài ra, chúng ta sẽ có các cái màu dễ thấm, luôn một căn cột kéo lớn và miệng ít và cắt bỏ tâm trí của ít ở vị trí trên hai mắt. Kéo này của bộ môn mày đuôi của bạn nhé. Em thông cảm cho đặng lý cắt cục nhạc là xong. Rồi, bây giờ con ít này không biết đau đớn gì nữa. Em yên tâm là con ếch này bây giờ nó không biết đau đớn gì nữa vì nó mất cái não rồi, nhận thức của não. Kéo thiệt chặt, không thưa con ếch nó vùng khi chúng ta kích thích nó vùng ghế lắm, nó có thể vùng nó bắn cả, bắn máu, bắn bắn nó bắn cho con ếch ra. Tiếp theo chúng ta sẽ thử phá xa có bất cứ một cảm động đồ ác gì nhau. Đầu tiên là lau chân ếch. Trước đó các cô đã lau sạch mình ít rồi đấy, dùng khăn lau sạch chất nhược rồi đấy, bây giờ sẽ lau chân. Bắt đầu nồng độ thấp nhất. Ở nồng độ axit 0%. Chúng ta thấy là ít không có phản xạ có gấp chân. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy bàn tay xịt ra, lau lại chân ít. Ta thử với nồng độ axit cao hơn, 1%. Quan sát hiện tượng chúng ta thấy ở nồng độ axit 0%, ít vẫn không có phản xạ có gấp chân. Chúng ta lại tiếp tục thử với nồng độ axit cao hơn. Và trước khi thử, lau chân ít. Bây giờ chúng ta sẽ thử với nồng độ axit 2%.
trên xếp ở nông độ axit thấp hơn trắng ít có phản xạ có gốc chân đó lại mà phải axit trả và lâu trên ít. Tiếp theo chúng ta dùng kẹo nhỏ cắt một vòng tròn quanh củ tương ớt rồi luộc phân giá đỏ ra. Sau khi đã lột cái phân giá trên chân vách thì chúng ta sẽ thử về nồng độ axit sulfuric 2%. Trước tiên chúng ta lau chân. Dùng axit. Các nhận thấy là sau khi đã mất da đi với nông độ axit 2%, ít không có phản xạ có gấp chân. Từ lại với nông độ axit 2% một cái vị trí bất kỳ có da. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm thân kinh hông ở vị trí chân đối diện với vẹt. Chúng ta tìm thân kinh hông ở vị trí trên đùi ít. Sau khi đã tìm thấy được sự thông tin không, bây giờ chúng ta sẽ đặt mặt súng
tầm nó có cái ý mật đặt ngay phía dưới sợi thần kinh không? Tiếp theo chúng ta sẽ thử lại axit sulfuric acid 100% dùng phần để bẻ axit. Đã thấy không còn phà xà có gấp chân. Tiếp theo chúng ta sẽ thử lại nồng độ axit sulfuric ở một vị trí khác trên lưng ích. Phà xà có gấp chân vẫn còn. Chúng ta lau lưng ít và đợi khoảng 1-2 phút. Tiếp theo, chúng ta thử lại với nồng độ axit sulfuric 100% ở vị trí lúc này. Lúc này ít không còn phản xạ có gấp chân. Phần tiếp theo chúng ta sẽ phá tủy ít dùng dùi chọc vào tủy sống của ít. Tiếp theo chúng ta sẽ thử với nồng độ axit sulfuric 200% với cả cái vị trí bất kỳ trên cơ thể ít. Tôi nhận thấy rằng sau khi đã bị phá tủy thì chưa đặt ở vị trí nào, ít vẫn không còn phản xạ có gấp chân. Như mày là mấy em đã xem xong cái video phân tích công phản xạ tủy. Thì nó đang đây là một bài toán tương đối khó và mấy cô đã hết sức cố gắng. Tuy nhiên thời gian thực hiện video thì hơi vội, bởi vì chúng ta quyết định học bằng video là quyết định mới quyết định đấy thôi, cho nên mấy cô làm hơi vội, cũng không chuyên, mấy cô cũng phải là những nhà chuyên nghiệp làm phim, vì vậy nó vẫn có những cái thiếu nhất định lắm á. Nhưng mà nói chung là một cái bản làm như vậy là quá tốt rồi, phải không? Vậy thì mẹ em đầu tiên là mẹ em có cần xem lại cái video này không? Mẹ em có cần xem lại không? Rồi, được rồi, nhất định. Rồi, cảm ơn mẹ em. Cần xem lại à? Xem lại đoạn nào hè? Thôi, được rồi. Vậy thì em mà nói xem lại là em không rõ đoạn nào hè? Thầy sẽ thuyết minh bằng... Em không rõ đoạn nào, thầy sẽ thuyết minh. Mẹ em cần có câu hỏi ở đoạn nào ở trong video ạ? Thế mẹ em hỏi đi ạ. Cần hỏi thêm đoạn nào trong video? Có đoạn nào chưa rõ, đoạn nào cần hỏi thêm, đoạn nào thắc mắc tại sao cô làm như thế, tại sao cô làm như thế kia, phải không? Tại sao nó không xảy ra như thế mà xảy ra như kia? Thì mẹ em hỏi đi, thầy sẽ thuyết minh. Có ai hỏi gì không ạ? Nếu không thì
Nếu nó không có hỏi gì thì mình nghỉ 5 phút nhé. Và trong 5 phút đó mẹ em sẽ cố gắng giải thích các hiện tượng xảy ra. 5 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu tổng kết cái bài này. Để cho mẹ em 5 phút. Sau 5 phút này em nào có câu hỏi nào cũng cứ hỏi. Và nếu không hỏi thì chúng ta sẽ tổng kết nhé. Bây giờ là 3:50, 3:55 chúng ta tổng kết. Rồi, thì cảm ơn em mẹ. Rồi, chúng ta tổng kết nhé. Rồi, bước 3 là bước nào em hè? Bước 3 là bước làm chí hè? Em bật mic lên em nói đi, thầy sẽ thuyết minh. Em mới hỏi bước 3 chứ rõ đó là bước nào? Bộc lộ dây thần kinh không? Em không rõ ở chỗ nào? Nếu cô sẽ bộc lộ dây thần kinh không nè. Sau đó là mấy cô sẽ đặt một cái tấm bóng tầm nó vô cái in nè. Nhất trí ở đấy thực tế là có bị cái bước này là mấy cô có bỏ khóa một có bị thiếu một bước. Đó là đặng lý là khi mà bộc lộ dây thần kinh không xong bỏ nó vô cái in á thì đặt dễ thẩm dễ bằng chân thì lúc đầu cũng ít có gấp cái đã. Sau đó nó mới không có gấp. Nhưng mà lý là khi nãy là bỏ vô thì nó không có gấp nhé. Chốc nữa tôi sẽ hỏi vì sao như thế nhé. Nhưng đặng lý ra nếu đúng bài bản thì lúc đó bỏ vô nó có co gấp cái đó. Thì sau đó bỏ lần thứ hai thứ ba nó mới không co gấp. Đấy. Rồi chấp lại trúng rồi rồi tiếp ạ. Xin cầu câu hỏi nào nữa không ạ? Đấy, tôi có nói rồi mấy cô làm video là thực tế là mấy cô cũng mới làm lần đầu, cũng phải là những người chuyên làm cho nên hẳn có những bước thiếu sót như thế. Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Nếu không nên bắt đầu nhé. Phần tổng kết. Vậy thì chúng ta đi qua các bước mà chúng ta sẽ giải thích các hiện tượng các bước nhé. Đầu tiên chúng ta lấy phản xạ co gấp trên con ếch tùy nhé. Chúng ta đặt dị thẩm axit sulfuric và khi này thì mẹ em thấy là cô đặt ở ngưỡng 2% thì bắt đầu đáp ứng. Thực tế mức độ đáp ứng của con ếch nó hơi bằng. Đặng lý ra là nó chỉ cần đặt ở đâu thì có ở đó thôi. Nhưng đây là nó có toàn thân nhưng mà thế là cũng là một đáp ứng rồi, phải không? Vậy thì bây giờ một câu hỏi đặt ra ở đây. Vậy thì khi chúng ta đặt mấy dây thẩm lên trên chân con ếch á, con ếch có phản có gấp, phản có phản xạ có gấp. Hiện tượng đó chứng minh điều gì? Mời Nguyễn Hoài Phương ạ. Lê Hoài Phương. Mời Lê Hoài Phương trước đi ạ. Hiện tượng đó chứng minh điều gì? Khi chúng ta đặt mấy dây thẩm
axit đủ ngưỡng lên bằng chứng của công ích tủy thì công ích có phản xạ có gấp. Hiện tượng đó chứng minh điều gì? Nhất trí. Rồi, chứng minh tủy sống là trung tâm của phản xạ tủy nhé. Vì vậy bây giờ công ích là công ích tủy nó vẫn đáp ứng. Mới điều đó chúng ta chứng minh tủy sống là trung tâm của phản xạ tủy. Và phản xạ tủy ở đây cụ thể là phản xạ có gấp. Nhất trí. Đúng rồi. Nhưng sau đó chúng ta lục giá ở chấn ích đi. Và chúng ta đặt về thẩm lên thì công ích nó không có phản xạ có gấp nữa. Phải không ạ? Này. Và chúng ta nói là mất bộ phận nhận cảm. Nhưng mà em nói là mất bộ phận nhận cảm ở đây là tương đối. Bộ phận nhận cảm ở đây là giá với axit 2 phân tắm á. Chứ thực tế bằng chứng này nó vẫn còn bộ phận nhận cảm đấy. Bộ phận nhận cảm này phải bằng cảm nhận cảm axit, bộ phận receptor nhận cảm hóa học đâu, mà receptor cơ học chẳng hạn. Ví dụ mà em dùng cái băng mà em kẹp vào đây nó vẫn có gấp đấy nhé. Nhưng ở đây chúng ta đang thử một cái phản xạ có gấp với các những kích thích là axit 2%, thì bộ phận nhận cảm của axit này đã không còn nữa do chúng ta lột giá đi rồi, phải không? Nhưng mà sau khi mà cô mà đặt giấy thẩm đến cái băng chứng mà lột giá mà không có phản xạ có gấp thì cô gọi là cô tiếp theo, bước tiếp theo là cô làm cái gì? Nguyễn Hoài Phương, bước tiếp theo cô làm cái gì? Cô làm cái gì? Rồi Nguyễn Hoài Phương trả lời xem, bước tiếp theo cô làm cái gì? Sau khi đặt cái miệng gì thầm đặt rồi lấy phần lá chế học và có hiện tượng gì xảy ra? Và hiện tượng gì xảy ra? Nghe chưa Lục? Hiện tượng có gấp phải không? Mục đích cô làm vậy để làm gì ạ? Mời Nguyễn Văn Quán ạ. Đấy, khi đặt miệng dây thẩm dưới băng chấn của công ích thì công ích không có phản xạ có gấp. Nhưng sau đó cô đặt phía trên thì nó có phản xạ có gấp. Mục đích cô đặt phía trên như vậy để làm gì ạ? Nguyễn Văn Quán. Mục đích đặt phía trên như vậy để ghế phản xạ có gấp để làm gì ạ? Mình mất quang đâu hề? Bật máy bỏ đi đâu rồi à? Mình mất quang đâu ạ? Trương Minh Quân. Để chứng minh phản xạ vẫn còn. Để chứng minh một điều như thế này này. Để chứng minh một điều là nếu như khi bỏ cái miệng dây thẩm lên cái băng chứng mà bị lột da mà con ếch này không có phản xạ có gấp thì mình kết luận là mất bộ phận nhận cảm. Nhưng sẽ có người thắc mắc lắm, phải mất bộ phận nhận cảm gì cả? Do lột da làm tổn thương băng chứng con ếch thì dự quả, vì vậy con ếch bây giờ nó không còn phản xạ có gấp nữa, phải không? Đấy, sẽ có người thắc mắc như thế. Có người không tin là mất bộ phận nhận cảm mà họ nghĩ là do làm tổn thương con băng chứng nhiều quá thì không có phản xạ có gấp. Vậy thì kỳ đặc biệt tên để chứng minh là phản xạ có gấp nó vẫn còn, nhưng vì mất bộ phận nhận cảm cho nên nó không còn nữa, phải không? Nhất trí. Và bây giờ chúng ta đi sang bước là phá bộ đường truyền về và đường truyền ra. Khi mà chúng ta đặt cái miệng dây thẩm tầm Novocain dưới dây thần kinh hống á, và chúng ta sẽ đặt và nhấn đặt cái miệng dây thẩm tầm axit lên bằng chân thì lúc đầu không ít này có gấp rồi đó, một chút sau thì nó sẽ không có gấp. Nhưng khi này cố làm thì cố đặt vào nó không có gấp chứ cả. Tại sao thế? Võ Duy Quyền đấy, thằng người ta về bài bản khi đặt miệng dây thẩm tầm nối vào cái in dưới dây thần kinh hống á, mà lúc đầu mà đặt miệng dây thẩm lên băng chấn axit lên băng chấn của con ếch á, thì con ếch nó có gấp rồi nè, sau đó nó mới mất phản xạ có gấp. Nhưng tại sao khi này cố đặt vào thì nó không có phản xạ có gấp? Nhưng mà tại sao nếu là đúng bài bản thì lúc đầu nó phải có gấp, mà đấy cố làm sao mà không có phản xạ có gấp? Đúng bài bản ra là lúc đầu khi đặt miệng bấm tầm nó vô cái in lấy dây thần kinh hông mà đặt miệng dây thẩm axit lên bằng chân thì nó có gấp kia là một chút sau nó mới không có gấp.
Nhưng tại sao khi cô làm thì nó lại không có gấp thẻ? Vì sao là lý thuyết thì đặt vào phải có gấp, mà khi cô đặt vào thì nó không có gấp thẻ? Dương Thủy Quân, quan sát mà em sẽ thấy chắc chắn rồi, bị tê liệt. Nhưng thực tế về mặt lý thuyết là đặt nó vẫn đáp ứng cái đó, sau đó nó mới không đáp ứng, sau đó nó mới tê. Có lúc đâu đặt mà nó đáp ứng cái đó. Nhưng tại sao là cô làm thì lại là nó lại không đáp ứng? Đấy, bởi vì về khi này có một em thắc mắc ở cái chỗ này đấy. Thầy có nói rằng cái chỗ này là cái chỗ mà hắn bị thiếu sót của cái bước thí nghiệm của mình đấy. Vậy thì tại sao là về mặt lý thuyết đúng ra mà mấy em làm là mấy em đặt nấm bấm tầm nó vô cái in vào là đặt ở bằng chứng là nó có gấp, là sau đó nó mới không có gấp? Nhưng tại sao khi cô làm thì nó không có gấp? Nguyễn Thị Khánh Quân, đấy, sao không có gấp hèo? Do nghĩ tổn thương nhiều của bạn nên có thể không có gấp trị. Có thể đó là một suy nghĩ của em, phải không? Nhưng em nhớ này, khi cô bỏ trên lưng là nó có gấp nha. Đến đây tổn thương. Đấy. Khi cô để trên lưng là có gấp. Cô đã chứng minh không phải vì tổn thương, là vì cô để trên lưng là có gấp nhé. Nhưng lý do vì sao lúc đầu nó không có gấp mà bỏ trên lưng thì nó có gấp? Phạm Hoàng Trúc Quân ạ. Sao ạ? Dạ. Đặng lý ra nghĩa là trong quá trình để thầy đặt câu hỏi lại, để em đặng lý ra sau khi đặt đống bóng tổng novocaine mà đặt cái miệng giấy thẩm acid giấy băng chân thì con ốc sẽ có gấp kìa. Thì một chốc sau nó mới không có gấp, nhưng tại sao khi này là cố đặt vào thì nó không có gấp? Theo em, em nghĩ là lúc mà cô bộc lộ cái sợi dây thì có bị ảnh hưởng tới cái đường dẫn truyền của nó, nên là trước khi đặt novocaine thì cái sợi dây đó lại giảm khả năng phản xạ rồi, nên khi mà đặt vào thì nó nhanh chóng tác dụng hơn là bình thường. Rồi, thì vậy thì mẹ em khi chưa nhận ra được lý do phía sau, mẹ em sẽ thấy này, sau khi cô đọc những bấm tập novocaine lên thì cô sẽ chuẩn bị rất lâu, cô mới đưa cái miệng dây thẩm lên băng chân. Và vì vậy mà cô làm hơi chậm, mà chính vì chậm cho nên cái dây thần kinh cảm giác nó đã bị tê đấy rồi. Chứ còn nếu như ngay từ đầu khi mà novocaine chưa tác động đến thần kinh cảm giác, cô đặt liền, đặt rất nhanh, đặt những bóng tầm novocaine thì đặt liền miệng dây thẩm acid thì nó sẽ đáp ứng. Nhưng vì cái giai đoạn giữa cái đặt miệng bông và tầm về acid là cô có một khoảng cách đấy. Và vì vậy khi đó là cái dây thần kinh cảm giác nó bị tê đấy rồi nhé. Và vì vậy mà khi đó nó không đáp ứng, nhưng đúng bài bản nó phải đáp ứng giai đoạn sớm mới đặt. Lúc đầu nó chưa kịp tế nó không đáp ứng, sau đó tế nó mới hết đáp ứng, phải không? Trần Thị Sương, Trần Thị Sương rồi. Thầy hỏi em này, khi đặt miệng bóng tầm dây dầm novocaine lên dây thần kinh hông và đặt cái miệng dây thẩm acid lên bằng chân thì lúc đầu nó có gấp nhưng sau đó nó không có gấp nữa, thì mình kết luận điều gì? Mình kết luận điều gì Sướng? Dạ thầy, em nghĩ là kết luận được là khi mà đường cảm giác đường truyền về của cung phản xạ bị tổn thương thì phản xạ sẽ không xảy ra. Đúng rồi. Mình sẽ kết luận là do đường cảm giác đã bị ảnh hưởng bởi novocaine và mất chức năng, cho nên mất đường truyền về nhé. Mặc dù bộ phận nhận cảm vẫn còn nhưng mất đường truyền về nhé chị. Đúng rồi. Mời Lê Thị Phương Thảo. Thế thì vậy thì bây giờ giả sử có người thắc mắc, chắc chỉ là mất đường truyền về, có thể là mất luôn đường vận động, vì vậy không ít này nó không đáp ứng thôi. Thế mặc chỉ là riêng lại là kết luận mất đường cảm giác, việc đó là mất cả đường vận động nữa. Thế có người thắc mắc như thế, thì em làm sao để em chứng minh rằng cái này, bước này là chỉ mới mất cảm giác chứ chưa mất vận động? Đúng rồi, chúng ta đặt dây thẩm lên trên lưng ít á, và đây là hình ảnh minh họa là lúc đầu mình đặt lên thì nó sẽ có gấp này, nhưng sau đó nó không có gấp nữa này, phải không? Và khi không có gấp nữa thì mình kết luận là đường cảm giác đã bị mất nhé, mất chức năng do novocaine.
Nhưng ở đây chúng ta sẽ chứng minh bằng đường cảm giác chứ không phải đường vận động. Vì nếu chúng ta đặt trên lưng thì con ếch vẫn có phản xạ có gấp, phải không? Phản xạ có gấp. Nhưng mà sau đó thì chúng ta tiếp tục đặt những dây thầm lên lưng tiếp tục, thì sau đó là phản xạ gấp có gấp sẽ không còn nữa. Và khi này chúng ta sẽ kết luận là dây vận động cũng đã bị ảnh hưởng đốt, đã bị mất chức năng, phải không? Lúc này là dây vận động cũng đã bị mất chức năng. Đấy. Như vậy thì trong cái ảnh hưởng của novocaine, dây cảm giác sẽ mất chức năng trước và dây vận động sẽ mất chức năng sau, phải không? Những cái bước của chúng ta như vậy thì chúng ta chứng minh điều đó. Cảm giác ảnh hưởng trước và vận động ảnh hưởng sau. Tại sao thế, những thi gia thảo? Tại sao mà dây thần kinh cảm giác thì bị ảnh hưởng trước mà dây thần kinh vận động ảnh hưởng sau? Thì do vì sao? Sao về novocaine lại tác động đến dây thần kinh cảm giác trước mà lấy thần kinh vận động sau? Thế thầy là em nghĩ là khi mà mình đặt cái chất novocaine lên thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thần kinh truyền về, tức là thần kinh cảm giác trước, sau đó thì nó mới ảnh hưởng đến cái thần kinh truyền ra lúc mà vận động ấy ạ. Ừ. Như ý thầy hỏi á là cơ chế nào, lý do tại sao mà novocaine lại tác động đến thần kinh cảm giác trước mà tác động đến thần kinh vận động sau? Đấy. Còn thực tế là nó tác động trước, cảm giác trước mà vận động sau thiệt, nhưng vì rằng, vì sao? Đấy. Em trả lời được câu này không? Câu này khó phải không? Phương Thảo, Tâm Phương Thảo, trả lời thử xem. Nhất Trí giỏi, đúng rồi. Đúng rồi Nhất Trí, câu trả lời của Tâm Phương Thảo rất là tốt. Bởi vì chúng ta biết là dây vận động và dây cảm giác khác nhau nhé. Khác nhau về mặt cấu tạo. Ngoại chuột. Trần Phú Thắng ạ. À. Ở dây thần kinh vận động và dây thần kinh cảm giác, thực chất đó là những bộ phận của neuron. Vậy theo em dây cảm giác là bộ phận nào của neuron và dây thần kinh, dây vận động là bộ phận nào của neuron? Dây cảm giác là bộ phận nào của neuron và dây vận động là bộ phận nào của neuron? Dây vận động là sợi trục và dây cảm giác. Dây cảm giác là một phần nào của nó đâu? Dây cảm giác chính là đuôi gai, Nhất Trí đúng rồi, đuôi gai hay đuôi gai. Và chúng ta biết trong mặt trong trong cấu tạo về mô học thì dây vận động á, sợi trục là có bao myelin và đuôi gai là hẳn có máu myelin. Và chính vì vậy dây cảm giác là đuôi gai, vì vậy mà hẳn thẩm nó có cái in trước, trong khi dây vận động có bóng mới liên cho nên thẩm sau, nó tạo động sau. Nhất Trí đúng rồi, phải không? Chúng ta giải quyết xong cái bước mà khó nhất. Trong thí nghiệm thì bước này là bước khó nhất và nó khó đi theo bài bản nhất, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta giải thích thì chúng ta giải thích như thế nhé. Và bước cuối cùng thì chúng ta những khi đó sẽ có người thắc mắc là chắc chỉ là do dây vận động bị ảnh hưởng đối với cái ý mà nó không đáp ứng công ích. Đây là mình cứ lột da thì mình sẽ cơ đùi thì mình lại cho nó vô cái in cho nên nó tổn thương nhiều quá, nó không có đáp ứng, phải không? Vậy thì khi đó chúng ta sẽ chứng minh bằng cách là chúng ta sẽ bỏ dây thẩm này cái vùng cái chân bên kia, cái chân mà bên chúng ta không bộc lộ dây thần kinh hống á, hoặc chúng ta đặt chỉ bên này được nhưng chúng ta thấy cái chân bên kia nó sẽ đáp ứng, chứng tỏ là công ích này vẫn có đáp ứng. Nhưng mà bên này nó không đáp ứng là vì chúng ta vừa giải thích xong dây cảm giác là mất chức năng được, dây vận động mất chức năng sau, chứ bên này hai cái dây vẫn còn, vì vậy nó vẫn đáp ứng nhé. Ở bước cuối cùng thì chúng ta phá bỏ thần kinh trung ương, mà chúng ta biết là bước này quá dễ. Khi phá bỏ thần kinh trung ương thì mọi cái kích thích bất kỳ vị trí nào nó sẽ không đáp ứng nữa, phải không? Bởi vì đã mất thần kinh trung ương, hết sức quan trọng. Vậy thì bài thực hành của chúng ta phân tích cung phản xạ tụy là hôm nay là tổng kết ngang đấy. Rồi mẹ em có điều gì cần trao đổi thêm, có thắc mắc cần trao đổi thêm không ạ? Có thắc mắc gì không ạ? Có thắc mắc gì không mẹ em?
À, nếu không thắc mắc gì nữa thì thay mặt bộ môn xin cảm ơn mẹ em đã tham gia buổi học hôm nay và xin chúc mẹ em an lành để sớm trở lại trường nhé. Đấy. Và thông cảm cho bộ môn là vì điều kiện bộ môn phải dạy một bài trên online thế này nhé. Đấy. Thực tế mẹ em phải làm nhé. Rồi. Xin chào mẹ em ạ. Rồi. Rồi, chúc mẹ em an lành để sớm trở lại trường nhé. Ừ, rồi. Rồi là chúng ta nghỉ. Mẹ em nghỉ.